Vâng, chào các bác. Chào các bác đã quay lại shop gia dụng Nhật Bản, hàng tuyển chọn của em Toàn Thắng đây. Thì hôm nay em lên sóng lại quay cho một bác ở khách ở dưới Hưng Yên. Một dòng sản phẩm bác ấy cũng mua trên YouTube nhà em thôi. Thì cũng là khách hàng mới được tin tưởng shop nhà em. Thì em quay cho bác cái con mặt gương Hitachi đen này trước khi mang giao cho bác ấy. Con này dung tích 620 lít các bác nhá. 620 lít. Đấy, mặt gương đen rất là đẹp, Hitachi. Đấy. Đây các bác nhìn này. Nội thất rất là mới. Để em chia sẻ qua thông số, em này thì được sản xuất 2011, bán cho 2012, ăn 93 kW, và nặng một tạ 21 kg, 620 lít các bác nhé. Đây, một năm ăn hết 280 kW, một con tủ trên 600 lít mà ăn chưa đến một số điện một ngày. Con này thì phụ kiện đầy đủ, ngăn hút chân không. Đấy, ngăn hút chân không rộng rãi, khử mùi diệt khuẩn, làm lạnh tuần hoàn, tạo ẩm các bác nhé. Đấy, bên này gương đây, ngăn đông ngăn rau. Đấy, con tủ gương này thì các bác nào mà có điều kiện thì mua thì vừa trang trí rất là đẹp, để vừa khung với tủ bếp nhà mình nữa, thì nó là một vật trang trí và dùng thì em thấy rất là ok. Thì bác này thì cũng giới thiệu với các bác là cũng chơi rất là sành về đồ Nhật. Bác không quan trọng về năm về đời, chỉ miễn là tủ chất là được. Thế nên đâm ra bác mua nhà em một cái giá tiền rất là hợp lý. Dòng sản phẩm này thì nhà em cũng bảo hành cho bác 2 năm. 2 năm kèm vận chuyển, kèm nguồn. Đấy, bao ship cho bác ấy, vì bác ấy cũng bán kính gần. Đấy, bác nào xem kênh lần đầu tiên thì cho em xin một nút like, nút kênh đăng ký màu đỏ. Nhà em có địa chỉ tại Khoái Châu, Hưng Yên. Bác nào gần có thể qua xem trực tiếp, bác nào xa thì em có thể mang trực tiếp các sản phẩm đến các bác, phải trả tiền các bác nhé. Các bác yên tâm về chất lượng về sản phẩm. Hai là tủ lạnh nhà em bán ra tiêu chí là bảo hành 2 năm, bán bao nhiêu thì đọc bấy nhiêu. Đấy, nên đâm ra cũng bác nào ủng hộ mua được là mua, mà không mua được là cũng không phải lăn tăn, hoặc là cứ đăng ký kênh của em. Có nhiều sản phẩm nó rất là hot và giá cả rất là phải chăng, nó tùy vào thời điểm, tiền nào của ý. Em nói chia sẻ thật với các bác thế. Người bán ví dụ bảo hành nó khác, người bán không bảo hành nó khác, cái giá trị khác nhau. Và người giữa làm thợ và nhận biết những cái chất tủ khác với người trung gian buôn. Thì thôi, cái khoản ý thì em cũng không cần phải giải thích nhiều. Thì bác nào mà quan tâm những sản phẩm tủ lạnh, điều hòa, máy giặt thì nhấc máy alo cho em 0972 919190. Bác nào xem kênh thì cho em xin một nút like, nút kênh đăng ký màu đỏ để ủng hộ kênh nhà em, nhằm phát triển kênh mạnh mẽ các bác nhé. Đây, nhà em thì tủ lạnh điều hòa đây. Tủ lạnh thì nhà em cũng hết rồi, cũng vãn rồi, còn một vài con này thôi. Đấy, điều hòa đây thì mấy bộ này cũng tí nữa chở cho khách rồi, đều viền đen đây. Viền đen thì hôm qua về được mấy em đây. Đây là chiếc ghế massage, bếp từ. Massage thì nhà em còn hai chiếc Panasonic MA70. Đấy, bác nào mà kết dòng này thì nhấc máy alo cho em. Thì đây em mới về đây, vừa mới bóc dây bóng ra. Đây, hàng rất là tuyển chọn. Đây, nguyên zin đây, con 636EX, đầu máy 22.000. Đây, 2016 bán cho 2017. Và thêm con Nano X này, X287 máy 12.000, 287 đuôi 17 bán cho 18 các bạn nhé. Bác nào mà đây nguyên bản tình trạng như này, nhưng mà bọn em nếu bác nào có muốn sơn công nghệ ô tô đẹp thì bọn em sẽ làm lên cho các bác như một con máy đập hộp mới. Còn nguyên bản tình trạng này như các bác nhé. Đây, cục nóng của nó đây. Đây là những dòng viền đen với cả các thứ đây là đều khách dặn nhà em. Nhà em thì cái tiêu chí là khách Zalo hoặc khách quen là dặn nhiều. Đó, người ta cũng không
đã biết nhau rồi thì người ta cứ nhắn tin là mình làm cho họ thôi. Đấy. Em chào các bác nhé, cảm ơn các bác đã quan tâm những cái video sản phẩm nhé em.